Chiếc vô địch Roland Garros 2019 đã giúp Rafael Nadal bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Hiện tại, vua đất nền chỉ còn kém kỷ lục gia Grand Slam Roger Federer đúng 2 danh hiệu. Tuy vậy, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định sẽ không đặt nặng mục tiêu đuổi kịp đàn anh trong chia sẻ mới đây nhất. Tôi không bao giờ ám ảnh về điều đó. Đôi khi bạn thấy nản lòng chỉ vì người hàng xóm có ngôi nhà to hơn hay một chiếc TV to hơn. Đó không phải là cách tôi nhìn cuộc sống. Từ giờ đến lúc giải nghệ, nếu có thể giành thêm vào Grand Slam nữa và tiến gần đến Roger hơn, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Tôi sẽ cố gắng thưởng thức niềm vui mà tennis mang lại, niềm vui được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Chiều qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria tại Việt Nam Francis Efeduma. Trong cuộc gặp gỡ, Đại sứ Francis bày tỏ mong muốn tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới. Đáp lại lời đề nghị này, phía VFF khẳng định sẽ xem xét lịch trình phù hợp để tổ chức trận giao hữu này. Nigeria có thực lực rất mạnh trên thế giới và hiện họ đang xếp thứ 42 trên bảng xếp hạng FIFA. Đại bàng xanh đã có đến 6 lần dự World Cup, 3 lần vô địch châu Phi, từng xếp hạng 5 thế giới vào năm 1994. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để đội tuyển Việt Nam cọ sát trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022. Sau Eden Militao, Luka Jovic, Eden Hazard, Real Madrid chuẩn bị kích nổ bom tấn thứ tư trị giá 50 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo AS, tân binh tiếp theo của họ là hậu vệ Folland Mendy đến từ Olympique Lyon. Hai câu lạc bộ được cho rằng đã hoàn tất mọi thỏa thuận và thương vụ sẽ sớm được công bố trên trang chủ câu lạc bộ Real Madrid. Việc Mendy gia nhập Real có thể sẽ là dấu chấm hết cho Marcelo tại Bernabeu. Hiện tại, Juventus đang rất sốt sắng chiêu mộ Marcelo để cầu thủ người Brazil có thể tái hợp với người đồng đội cũ Ronaldo. Tại sự kiện UFC 226, Brock Lesnar bất ngờ xuất hiện với màn thách thức nhà tân vô địch hạng nặng Daniel Cormier. Kể từ đó, cuộc đối đầu giữa Cormier và Lesnar luôn được đồn đoán sẽ diễn ra. Tuy vậy, theo phát biểu mới đây nhất từ Dana White, chủ tịch UFC khẳng định quái vật Lesnar đã giải nghệ MMA. Họ còn thi đấu ở UFC, Brock Lesnar từng giữ đai vô địch hạng nặng. Năm 2016, anh bị phát hiện dương tính với chất cấm. Kể từ đó, Lesnar quyết định tái xuất WWE và trở thành nhà vô địch của giải đô vật giải trí số 1 thế giới. Trên trang cá nhân, ngôi sao nhạc pop Justin Bieber bất ngờ gửi lời thách đấu đến ngôi sao điện ảnh Tom Cruise trên sàn UFC. Tôi muốn thách đấu với Tom Cruise trong lòng bát giác. Tom, hãy đến đây và đối mặt với nỗi sợ của mình đi. Ai đứng ra tổ chức trận đấu này đi? Lời thách đấu của Justin Bieber nhận được sự tán thành từ Conor McGregor. Thậm chí, Guardian UFC khẳng định sẽ đứng ra tổ chức trận đấu này nếu như Tom Cruise chấp nhận. Justin Bieber sở hữu vài ngón đòn boxing khi thân thiết với độc cô cậu bài Floyd Mayweather. Trong khi đó, Tom Cruise cũng được cho rằng từng theo tập môn đồ vật. Trong chặng đua ở Canada vừa qua, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là lỗi phạt 5 giây của Sebastian Vettel. Tình huống xảy ra vào vòng 48, tay đua của Ferrari đã mắc lỗi khi chịu sức ép của đối thủ tại góc cua tốc độ cao Turn 3. Pha mất lái đã khiến Sebastian Vettel văng ra bãi cỏ cạnh Turn 4 trước khi vội vàng đánh lái trở lại đường đua, gây nguy hiểm khi ép người đứng phía sau là Lewis Hamilton ra lề đường. Bức xúc vì án phạt khiến Vettel đánh rơi chiến thắng vào tay đại kỷ lục Hamilton, đội đua Ferrari đã đệ đơn kháng cáo. Theo quan điểm của hãng đua ấy, Vettel không thể làm gì hơn trong tình huống này. Nếu không may, tay đua người Đức còn phải bỏ cuộc sớm. Golden State Warriors bước vào game 5 NBA Finals với sự trở lại của Kevin Durant. Số 35 của Warriors nén đầu để ra sân, anh ghi 11 điểm trước khi rời sân vì tái phát chấn thương. Với những bước đi tập tễnh, khả năng cao Kevin sẽ phải vắng bóng các phần còn lại của series Finals. Thiếu vắng Kevin Durant, Warriors vẫn giữ được lợi thế trước Raptors. Kịch tính được đẩy lên trong hiệp 4 khi Kawhi Leonard có chuỗi 10 điểm giúp đội nhà dẫn ngược 6 điểm. Ở thế chân tường, Splash Brothers lên tiếng đúng lúc với hai quả 3 điểm chính xác, qua đó giúp nhà đương kim vô địch sống sót với thắng lợi chung cuộc 106-105. Warriors vẫn còn cơ hội bảo vệ ngai vàng khi trận kế tiếp họ được quay trở về sân nhà. Tuy vậy, việc thiếu vắng Kevin Durant chắc chắn sẽ là bài toán đau đầu dành cho huấn luyện viên Steve Kerr. Game 6 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 tới đây.